Xin chào các em học sinh khối 12. Hiện tại trường Đại học FPT vừa mới phát triển cái ứng dụng để cho phép xếp hạng học sinh khối 12 trên toàn quốc. Thì ứng dụng này nhằm mục đích là để xếp hạng học lực của học sinh khối 12 để làm cái chuẩn sàn xét tuyển vào các trường đại học trên cả nước. Thì sắp tới trong cái kỳ tuyển sinh năm 2020, trường Đại học FPT sẽ sử dụng cái xếp hạng này với tiêu chí là thí sinh thuộc top 50 trung học phổ thông 2020. Tức là từ top 50 trở lên, thuộc 50% học sinh có kết quả học tập tốt nhất thì sẽ đủ điều kiện để đăng ký xét tuyển vào Đại học FPT. Thì để truy cập với cái trang này, chúng ta sẽ gõ cái trên thanh địa chỉ là schoolren.fpt.edu.vn. Và tại cái trang này chúng ta sẽ có hai lựa chọn là xếp hạng theo học bạ trung học phổ thông hoặc là xếp hạng theo kết quả thi trung học phổ thông quốc gia. Như vậy đối với xếp hạng theo kết quả thi trung học phổ thông quốc gia thì sau khi thi có kết quả thì chúng ta mới thực hiện được. Còn ngay từ bây giờ chúng ta có thể thực hiện xếp hạng theo học bạ trung học phổ thông. Thì ở đây chúng ta sẽ nhập điểm trung bình của lớp 11 đối với 9 môn và điểm học kỳ 1 của lớp 12. Ở đây chúng ta sẽ nhập họ tên của mình. Chúng ta chọn tỉnh. Đây chúng ta nhập địa chỉ email của mình. Phía dưới này chúng ta sẽ nhập điểm trung bình môn của lớp 11. Còn ở phần này chúng ta sẽ nhập điểm trung bình môn học kỳ 1 của lớp 12. Đó, ví dụ chúng ta nhập như vậy. Sau đó chúng ta sẽ bấm xem kết quả. Đó, thì như vậy là hệ thống sẽ thông báo ngay là chúng ta bạn thuộc top 30 và chúng ta sẽ mở email của mình ra để nhận cái giấy chứng nhận. Chúng ta sẽ truy cập email của mình. Đây, như vậy là chúng ta nhận được email của Đại học FPT. Đó, thì chúng ta nhận được cái giấy chứng nhận như này. Thì mỗi cái giấy chứng nhận là có một cái mã hồ sơ. Thì sau này chúng ta sẽ sử dụng cái mã hồ sơ này để nộp cho trường Đại học FPT hoặc là các cái trường đại học khác yêu cầu. Và kèm theo đó là một cái bản sao học bạ để họ xác nhận. Như vậy sau khi mà chúng ta thi trung học phổ thông quốc gia xong và có kết quả thì chúng ta sẽ thực hiện xếp hạng theo kết quả thi trung học phổ thông quốc gia. Và xếp hạng nào cao hơn thì chúng ta sẽ lấy xếp hạng đó. Được rồi, các em hãy thử thực hiện ngay để xem xếp hạng của mình là bao nhiêu nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.